Sáng nay, các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 5 tại huyện Bến Lức có cuộc tiếp xúc cử tri xã Nhật Chánh, gồm ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An, ông Đặng Thanh Bình, Chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh, bà Trần Thị Hồng Yến, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động huyện Bến Lức, ông Võ Thanh Tú, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hòa Thành Long An, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, bà Đinh Thị Trúc Linh, Kế toán Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Bến Lức. Cử tri xã Nhật Chánh rất phấn khởi và tin tưởng vào các ứng cử viên. Dù được tín nhiệm hay không tín nhiệm cũng hoàn thành nhiệm vụ công tác của mình, thực hiện đúng với chương trình hành động đã nêu. Cử tri cũng kỳ vọng vào các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Nếu trúng cử, cần quan tâm đến đời sống của nhân dân, đặc biệt là đối với các vấn đề xã hội bức xúc như quan tâm quản lý đất đai, ngăn chặn tình trạng môi giới đầu cơ đất đai, sốt giá ảo, gây ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng đất của người dân, nên ưu tiên ngân sách đầu tư cho sự nghiệp giáo dục, bạo lực học đường diễn biến phức tạp, xem xét thực hiện đúng quy trình luật định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi quy hoạch các dự án, ưu tiên ngân sách xây dựng công viên, ngã tư Bình Nhật. Thay mặt các ứng cử viên, ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp thu, ghi nhận các ý kiến kiến nghị của cử tri và hứa nếu trúng cử sẽ đem hết sức mình làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri và các tầng lớp nhân dân. Cũng trong hôm nay, các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc đơn vị bầu cử số 3, huyện Đức Hòa, gồm ông Phan Nhân Duy, Bí thư huyện ủy Đức Hòa, bà Nguyễn Thị Kim Hoàng, trưởng phòng ngoại vụ miền Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn La Phi, bà Nguyễn Thị Kiều Oanh, chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Đức Hòa, ông Phan Thanh Tâm, trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đức Hòa, ông Dương Công Thành, chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Thắng Lợi, bà Lê Thị Cẩm Tú, phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đức Hòa, ông Nguyễn Văn Úc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An, ông Hồ Văn Xuân, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, đã có buổi tiếp xúc cử tri hai xã Hòa Khánh Đông và Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa. Trong chương trình hành động của mình, các ứng cử viên đề ra mục tiêu cụ thể liên quan đến nhiều lĩnh vực về xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống người lao động, nâng cao hạ tầng giao thông, đảm bảo an sinh xã hội, an toàn thực phẩm, chính sách ưu đãi cho người có công, bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, các ứng cử viên cũng quan tâm đến vấn đề phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại tình dục trẻ em, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Ngoài ra, các đại biểu hứa sẽ thường xuyên giữ mối quan hệ gắn bó với nhân dân, với cử tri, lắng nghe tiếp thu, phản ánh trung thực, đầy đủ tâm tư nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của cử tri và chuyển tải đến cơ quan chức năng các cấp để xem xét giải quyết. Nhiều cử tri đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên và mong muốn các đại biểu trúng cử sẽ thực sự là người đại diện cho tiếng nói và quyền lợi của nhân dân, quan tâm giải quyết các vấn đề quan trọng bức thiết của địa phương. Sau khi lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri, thay mặt các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đơn vị bầu cử số 3 huyện Đức Hòa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Úc cảm ơn sự tín nhiệm của đông đảo cử tri đối với những người ứng cử và khẳng định nếu được bầu sẽ thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của người đại biểu dân cử, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương. Cũng tại huyện Đức Hòa, sáng nay, ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An, đơn vị bầu cử số 2, gồm ông Mai Trăng Nhiều, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, bà Nguyễn Thị Hồng Phúc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, ông Bùi Quang Nhân, Bùi Công Dân, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Long An, bà Vũ Hồng Hạnh, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Đức Hòa, ông Trần Văn Tiến, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Long An, ông Ngô Thanh Tuyền, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, bà Lê Thị Ngọc Hoa, Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch huyện Đức Hòa và bà Nguyễn Trà My, Bí thư Đoàn cơ sở Trường Trung học Phổ thông Hậu Nghĩa, đã có buổi tiếp xúc cử tri hai xã An Ninh Tây và Lộc Giang, huyện Đức Hòa. Cử tri vui mừng trước các nội dung chương trình hành động của ứng cử viên. Đây là lời hứa trước dân. Cử tri mong muốn các chương trình hành động này phải được thực hiện suốt nhiệm kỳ. Trong quá trình công tác, nếu người ứng cử trúng cử, cần phát huy được vai trò của người đại biểu, lắng nghe, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân để giải quyết bức xúc của người dân, theo dõi quá trình giải quyết và báo lại cho nhân dân được biết. Cử tri cũng muốn trong nhiệm kỳ này, các đại biểu tiếp tục quan tâm đến việc quản lý đất đai, quản lý đơn thư khiếu nại của dân, việc chống tham nhũng, chống tiêu cực, quan tâm đến công tác giáo dục đạo đức học sinh, có nhiều chính sách dành cho giáo viên vùng sâu vùng xa, đa dạng nguồn vốn vay cho hội viên đoàn viên,
Thay mặt những người ứng cử, ông Mai Văn Nhiều, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cảm ơn cử tri đã lắng nghe chương trình hành động của ứng cử viên và ghi nhận những ý kiến đóng góp của bà con cử tri. Tại thành phố Tân An, các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An đơn vị bầu cử số 7 gồm ông Nguyễn Phước Đạt, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Tân An, ông Lê Công Đỉnh, Bí thư Thành ủy Tân An, ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An, ông Nguyễn Minh Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng Long An, bà Vũ Thị Bích Hường, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Tân An, bà Quỳnh Thị Diễm Lệ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Tân An, bà Lê Thị Ngọc Thuận, Phó trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Tân An, ông Trương Ngọc Toàn, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An cũng đã có buổi tiếp xúc cử tri phường 4, phường Tân Khánh và phường Khánh Hậu, thành phố Tân An vào sáng nay 14 tháng 5. Cử tri đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên và mong rằng khi được tín nhiệm trở thành đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ứng cử viên sẽ thực hiện đúng chương trình hành động đã nêu. Đặc biệt, cử tri quan tâm đến vấn đề quy hoạch treo, xây dựng nông thôn mới, cần chú trọng thực chất, đảm bảo các tiêu chí đạt được mang tính bền vững, cần quan tâm đặt tên đường phù hợp trên địa bàn tỉnh và thành phố, góp phần xây dựng hình ảnh đô thị văn minh, hiện đại. Cử tri cũng quan tâm đến vấn đề quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị nhằm tạo diện mạo thành phố khang trang sạch đẹp và đồng bộ trong tương lai. Đại diện các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp thu những đóng góp của cử tri, đồng thời khẳng định nếu được tín nhiệm sẽ nỗ lực hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ, xứng đáng là người đại biểu của nhân dân. Tại huyện Cần Chuột, những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10 nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 13 gồm ông Phạm Văn Bốn, Bí thư Huyện ủy Cần Chuột, bà Nguyễn Thị Ngọc Hiền, giáo viên trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Nguyễn Thị Một, ông Đỗ Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, bà Đặng Thị Ngọc Lượng, chuyên viên phòng tài chính kế hoạch huyện Cần Chuột, ông Võ Hữu Phước, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Cần Chuột, đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An, ông Võ Trần Tuấn Thanh, Bí thư Tỉnh đoàn Long An. Hôm nay cũng có buổi tiếp xúc với cử tri xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Chuột. Theo đó, chương trình hành động của các ứng cử viên đều khẳng định nếu trúng cử sẽ thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của người đại biểu dân cử, gần gũi, lắng nghe ý kiến tâm tư nguyện vọng của nhân dân, đưa tiếng nói của nhân dân đến các cơ quan nhà nước, bảo vệ lợi ích chính đáng hợp pháp của nhân dân. Đặc biệt, các ứng cử viên đã xây dựng chương trình hành động sát với thực tế của địa phương và nhiệm vụ của ngành phụ trách. Hội nghị tiếp xúc cử tri diễn ra với tinh thần thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn hiệu quả. Cử tri thống nhất cao chương trình hành động của những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Cũng nằm trong hoạt động tiếp xúc cử tri trước cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Sáng nay, các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đơn vị số 16 gồm ông Lê Quốc Bổn, Phó Chủ tịch Hội nông dân huyện, ông Trần Văn Cường, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Hưng, ông Võ Thành Trí, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Hưng đã có buổi tiếp xúc cử tri tại ấp Sậy Văn, xã Vĩnh Trị. Hội nghị được thực hiện trong điều kiện đảm bảo phòng chống dịch COVID-19. Các ứng cử viên cam kết nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, lắng nghe ý kiến nguyện vọng của cử tri phản ánh đến các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết, tập trung nghiên cứu đề xuất ban hành các cơ chế chính sách, phát huy mọi nguồn lực phát triển kinh tế xã hội của huyện tỉnh. Cử tri đã bày tỏ sự tin tưởng và mong muốn các ứng cử viên khi được bầu là đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ làm tròn trách nhiệm người đại biểu của nhân dân, thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Sáng nay, ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 8, cũng có buổi tiếp xúc cử tri các xã Hiệp Thạnh và Vĩnh Công, huyện Châu Thành. Đơn vị bầu cử số 8 có 7 ứng cử viên gồm bà Quỳnh Thị Anh Đào, Phó Chủ tịch Hội nông dân huyện Châu Thành, ông Lê Sơn Hà, Chánh Thanh tra tỉnh, ông Nguyễn Chương Phong Linh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Châu Thành, ông Trương Văn Nam, Trưởng ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Diệp Song Tiền, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân huyện Châu Thành, ông Nguyễn Quốc Trịnh, giáo viên, Chủ tịch Hiệp hội Thanh Long Long An và bà Nguyễn Thị Bích Tuyền, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Thành, tiếp xúc cử tri xã Hiệp Thạnh và Vĩnh Công, huyện Châu Thành. Cử tri đồng tình với chương trình hành động của các ứng cử viên và kỳ vọng các ứng cử viên khi trúng cử sẽ thực hiện hiệu quả các chương trình hành động đã trình bày trước cử tri. Cử tri mong muốn ứng cử viên khi trúng cử phải thể hiện ý chí hành động của nhân dân, trong đó đặc biệt quan tâm đến nguyện vọng của cử tri nói chung và cử tri Châu Thành nói riêng. Cử tri cũng gửi gắm đến ứng cử viên nhiều vấn đề, đề nghị tìm đầu ra cho trái thanh long Châu Thành, thường xuyên kiểm tra,
xử lý hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng, nhất là trên lĩnh vực phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp. Đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh sớm công khai công trình đường trục động lực 827E để người dân biết. Đại diện các ứng cử viên, ông Lê Sơn Hà, Chánh Thanh tra tỉnh tiếp thu những đóng góp của cử tri, cam kết thực hiện đúng những gì đã hứa với cử tri. Tích cực kiến nghị trình lên Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, giải quyết những vấn đề bức xúc của cử tri.